Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mười bốn lời khuyên để giảm cân tự nhiên an toàn. Theo một nghiên cứu ở Mỹ, hầu hết những người tìm kiếm lời khuyên trên mạng về giảm cân thường gặp thông tin sai lệch. Điều này gây nguy cơ cho sức khỏe của họ. Vậy cách nào để giảm cân an toàn? Những cách sau được xem là hỗ trợ giảm cân tự nhiên an toàn, bền vững được rút ra từ nhiều nghiên cứu trên thế giới. Một, loại bỏ đồ ăn vặt. Một nghiên cứu cho thấy những người bận rộn thường để thức ăn nhanh trong tầm tay sẽ khó khăn hơn trong việc giảm cân. Vì vậy, chỉ nên để đồ ăn nhẹ lành mạnh ở nhà và nơi làm việc để có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khi cần, nhưng tránh nạp thừa đường và muối, thủ phạm gây tăng cân. Các thức ăn nhẹ giảm cân tốt bao gồm các loại hạt tự nhiên không chế biến với muối hoặc đường, trái cây, sữa chua ít béo, rong biển khô, salad rau, hai loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Theo nhiều nghiên cứu, thực phẩm chế biến chứa nhiều natri, chất béo, calo và đường, ít chất dinh dưỡng hơn so với thực phẩm tự nhiên. Hơn nữa còn có xu hướng gây nghiện dẫn đến việc ăn quá nhiều. Ba, tăng protein. Tổng hợp dữ liệu cho thấy chế độ ăn giàu protein, hơn 25-30g protein mỗi bữa, giúp cải thiện sự thèm ăn, kiểm soát trọng lượng cơ thể và các yếu tố nguy cơ rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch. Bạn nên ăn nhiều trứng, thịt gà, cá, thịt nạc và đậu. Những thực phẩm này đều giàu protein và tương đối ít chất béo. 4. Giảm tiêu thụ đường. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn sẽ là bước tích cực đầu tiên trong việc giảm đường. Phần lớn lượng đường mà mọi người tiêu thụ sẽ qua gan và biến thành chất béo, đồng thời được giải phóng vào máu dẫn đến tăng cân. 5. Uống nhiều nước. Nước là trợ thủ đắc lực của việc giảm cân, không chứa calo và cung cấp rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Uống nước trước bữa ăn cũng có thể giúp bạn ăn ít hơn. 6. Tránh đồ uống nhiều calo, soda, nước ép trái cây, nước tăng lực, nước ngọt có ga, rượu và cà phê lạt có sữa, đường có thể dẫn đến tăng cân. Cà phê có thể có một số ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe nếu bạn kiềm chế không thêm đường và chất béo. Một nghiên cứu đánh giá rằng cà phê đen giúp cải thiện quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo của cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, bệnh gan. 7. Tránh carbohydrate tinh chế. Nhiều bằng chứng cho thấy carbohydrate tinh chế, gạo trắng, bánh mì trắng, bột mì trắng, kẹo, ngũ cốc đường, mì ống, có thể gây hại cho quá trình trao đổi chất của cơ thể hơn là chất béo bão hòa. Ngược lại, gạo lứt, bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt có thể hỗ trợ giảm cân và giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. 8. Cẩn trọng với ăn chay và nhịn ăn. Nhịn ăn trong chu kỳ ngắn có thể giúp giảm cân, tuy nhiên, nhịn ăn có thể gây nguy cơ cho thanh thiếu niên đang phát triển, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người có bệnh tiềm ẩn. Nhiều người lựa chọn ăn chay để giảm cân mà không biết rằng thực phẩm chay giàu chất béo, chất bột, đường dễ tăng cân hơn là giảm cân. Các chuyên gia cho biết những người giảm cân nhanh chóng bằng chế độ ăn kiêng hoặc nhịn ăn có nguy cơ trọng lượng sẽ quay trở lại như cũ sau khi dừng chương trình. Để an toàn, mỗi tuần chỉ nên giảm 500g trọng lượng. 9. Giảm lượng carbohydrate. Giảm cân luôn đi kèm với nguyên tắc giảm carbohydrate. Tuy nhiên, không nên bỏ hoàn toàn carbohydrate trong thực đơn mà nên ăn ít carbohydrate lành mạnh để cơ thể tiêu thụ được toàn bộ không dư thừa. Có vậy bạn mới đạt được kết quả bền vững mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. 10. Ăn nhiều rau quả. Một chế độ ăn nhiều rau quả có thể giúp bạn giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý. Rau không cung cấp nhiều năng lượng nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất và vi lượng, giúp cơ thể khỏe mạnh, duy trì làn da tươi tắn trong quá trình giảm cân. Rau cũng cung cấp chất xơ rất có lợi cho việc giảm cân. Tăng tiêu thụ chất xơ có thể giúp ta cảm thấy no nhanh hơn. Ngoài ra, chất xơ hỗ trợ giảm cân bằng cách thúc đẩy tiêu hóa và cân bằng vi khuẩn trong ruột. Hoa quả cũng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nên hạn chế ăn những loại quả ngọt nhiều đường trong khi giảm cân. 11. Ăn chậm. Ăn chậm, nhai kỹ là một mẹo giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong bữa ăn. Một nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen ăn nhanh có tương quan với béo phì, đồng thời thấy rằng ăn với tốc độ chậm hơn có thể giúp giảm lượng calo nạp vào. 12. Sử dụng lá chắn đánh răng. Ngoài việc cải thiện vệ sinh răng miệng, đánh răng có thể giúp giảm sự cám dỗ của đồ ăn vặt giữa các bữa ăn, nhất là vào buổi tối. Đánh răng sớm hơn sau bữa tối là mẹo để giảm việc ăn vặt khi ngồi trước TV hay khi làm việc. Học tập khuya. 13. Tăng cường tập thể dục để giảm cân. Cần tập thể dục thường xuyên và năng vận động. Bạn có thể chạy, đi bộ, tập gym hoặc các bộ môn luyện tập sức đề kháng. Nghiên cứu đã phát hiện rằng những người tập luyện cường độ cao có thể giảm cân nhiều hơn và có sự cải thiện lớn hơn về sức khỏe tim mạch so với những người sử dụng các phương pháp giảm cân khác.
14 ngủ đủ, có một mối liên hệ giữa béo phì và giấc ngủ thiếu chất lượng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ ngủ ít hoặc giấc ngủ kém chất lượng khả năng giảm cân thành công kém hơn những phụ nữ có chất lượng giấc ngủ tốt. Nghiên cứu cho thấy ngủ đủ giấc có thể góp phần giảm cân. Lời khuyên của chuyên gia, nếu bạn muốn giảm cân an toàn và tự nhiên, nên tập trung vào việc thay đổi lối sống lâu dài thay vì áp dụng các biện pháp tạm thời. Điều quan trọng là tập trung vào việc thực hiện các thay đổi và duy trì lối sống lành mạnh ấy. Các mẹo nói trên có thể hữu ích cho việc giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý khi bạn thực hiện được thường xuyên và lâu dài. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.